I gotta hit the beat. I gotta hit the beat. Xin chào các bạn, welcome back to Jessie Channels. Hôm nay là một ngày chủ nhật tại Sài Gòn. Trời không nắng, không mưa, không nóng, cũng khá là chill. Jessie thì vừa mới học một khóa ngôn ngữ online xong. Ngôn ngữ gì thì chắc là về sau Jessie học tốt hơn thì Jessie sẽ nói cho các bạn đấy là ngôn ngữ gì. Còn bây giờ kiểu là vẫn là beginner ấy, chưa tự tin nên chưa nói được. Vlog hôm nay thì cũng không có gì gọi là chủ đề gì hết, nên là Jessie chỉ là cầm cái máy quay lên và quay một ngày hôm nay của Jessie thôi. Chút nữa thì có một người bạn thân của Jessie sẽ qua đây. Hai đứa đợt này đợt đúng chỉ có hai đứa gặp nhau thôi. Cứ nó ở nhà nó, Jessie ở nhà Jessie. Vì gia đình của hai đứa đều không ở Sài Gòn, thế nên là chỉ có hai chị em nương tựa vào nhau cho qua cái mùa dịch này. Nhà nó ngay ở cạnh tòa bên cạnh, nên là hầu như là ngày nào cũng gặp nhau, hầu như thôi. Phải 2-3 ngày gặp một lần. Và chỉ có hai chị em gặp nhau trong thời gian này, thế nên là cũng đỡ buồn một xíu. Chứ chắc gì cũng không phải là lúc nào cũng ở một mình đâu. Nên là nhiều bạn cứ bảo là lúc nào cũng ở một mình, buồn thế không, cũng ở một mình thật. Nhưng mà chắc gì cũng có người bạn thân này lúc nào cũng hang out với chắc gì ấy, nên là cũng không buồn đến nỗi đâu. Nên các bạn đừng lo nhé. Thì bây giờ đang chờ nó qua, rồi sẽ ngồi đây cái góc ảnh của chắc gì để uống cà phê một chút. Rồi chúng mình làm gì tiếp thì chút nữa các bạn sẽ biết nhé. Hình như hôm nay nó biết là quay vlog ấy, nên là nó chuẩn bị hơi lâu. Nãy giờ ngồi chờ lâu ấy là lâu ấy, bình thường nó sang đây nhanh lắm. Nè, tiếp chờ lâu quá. Ngồi đợi tiếp một tí. Nó bảo nó qua rồi đấy, mà mãi chưa thấy đâu. Nhà thì ngay đây. Nó đến rồi các bạn ạ. Mà hôm nay mở bày trò ấn chuông. Vì bình thường nó biết là password nhà chất gì, nhưng không bao giờ ấn chuông cả, và hôm nay nó ấn chuông. Thôi thì ra mở. Đâu rồi? Ôi! Thôi, biết password mà lại còn bày trò ấn chuông. Từ mày qua đi vào. Tại hôm nay quay vlog cho nên là bây giờ bỏ ấn cho. Bây giờ là hai đứa, mỗi đứa quay một vlog đúng không? Các bạn ơi, xin giới thiệu, đây là Katie, bạn thân của Jessie. Và như bình thường, lúc nào sang nhà Jessie, Katie cũng hỏi chị có gì cho em ăn không? Em đói quá. Em đói quá. Jessie là một mommy của tất cả các bạn của Jessie. Lúc nào cũng như một mommy. Nào cũng sai như dạng của lúc nào cũng đói quá. Và hôm nay em ấy cũng cầm một cái camera sang quay. Say hi. Hello. Ok. Lúc sáng trễ đây, giờ uống cà phê cho em. Thì thôi, khỏi uống đi. Ừ, nhưng mà thích uống. Giờ sẽ ngồi uống cà phê một tí dưới góc ảnh nha các bạn. Giờ sẽ đi pha cà phê. Uống cà phê gì? Cà phê gì? Có cà phê gì? Espresso. Almond. Espresso gì ở đây? Hả? Almond. Almond, em uống almond. Ok, tôi đi pha cà phê. Bạn này dễ nuôi lắm, gì cũng được. Chị ơi, chị pha cà phê tới đâu rồi? Sao sao ngồi đợi tí. Em hỏi thăm thôi mà. Sao rồi cho đá vào là sao? Cần em phụ gì không? Em có giờ phụ được gì không? Ok, vậy em ra nha. Ừ, ra đi chờ tí. Sắp xong rồi. Thôi đúng không? Thôi cho quay cảnh làm cà phê xíu nha. Không cho quay, không cho quay. Đi ra. Ok. Đá đúng không? Vâng, đá. Ok, rồi ra đi. Chờ tí xong rồi. Dạ. Có khác gì quán cà phê ở ngoài đâu. Thế giờ background tropical. Ừ, giờ không ra ngồi uống cà phê được thì ở nhà uống cà phê cũng như thật vậy. Đây là gì nhỉ? Almond. Còn đây là hazelnut. Ok. Thank you, chị. Quay đi. You're so cute. Ok.
chuyên nghiệp như ngoài luôn. Các bạn ấy vì là trước chắc chị tự cái đợt mà chắc chị bị tòa chắc chị bị phong tỏa ấy, và chắc chị tự quay ở nhà một mình ấy hơi khó một tí, và đợt đấy thì Katie ở nhà bên cạnh đâu có sang được với chắc chị đâu, nên là đợt đấy chắc chị tự quay thì kiểu như là hơi mệt ấy, hơi khó. Xong rồi than vãn nên hôm nay Katie sang quay cùng với chắc chị đấy. Đây này, hai chị uống cà phê đây. Hello chắc chị lưng. Hôm nay có cây tì qua quay cùng thì ra là khá là vui. Vui không? Hai chị em thử tuần hay nhau với nhau 3-4 lần. Chẳng ít cũng chẳng nhiều, tồn tại đúng. Ngày trước ấy, Jessie và Katie là hai người rất là ngại quay phim và không bao giờ há mồm ra nói trước camera được. Nhưng mà đợt vừa rồi là Jessie về Việt Nam và học cái lớp diễn xuất, và bây giờ có thể có khả năng nói trước camera. Nên là Jessie cũng đã bắt Katie. Không phải bắt, là thật sự là động viên em. Động viên Katie để đỡ ngại trên camera. Kiểu như là Jessie làm được thì Katie cũng sẽ làm được, kiểu như thế. Nên là bây giờ hai chị em cũng Jessie thì quay vlog cũng được mấy tháng nay rồi, và hôm nay là lần đầu tiên mà Katie cầm máy quay sang quay vlog. Thế là Jessie rất là happy, vì kiểu như là sau bao nhiêu ngày tháng năm nói lên, nói xuống, nói ra, con em nói vào, nó chê, nói xuống thì con em mình nó cuối cùng nó cũng nghe lời mình, nó cầm cái camera lên, nó nói và quay vlog với mình. Thì cái vlog lần trước của chị em mình là quay với nhau thì Katie vẫn ngại ấy, vẫn bịt mặt, xong rồi cũng không show mặt lên đâu. Nhưng mà bây giờ thì chị ý đã khác rồi. Có gì đâu mà ngại. Mà xin giới thiệu cho các bạn. Và Katie nói đi, là vlog của Katie, không phải vlog nữa mà là kênh YouTube của Katie mở ra sẽ là chủ yếu về cái gì? Ok, so Katie sắp mở một cái kênh YouTube, mà cái tên của kênh YouTube sẽ là Mập Mờ TV. Mập Mờ. Giải thích về cái tên Mập Mờ đi. Thì đầu tiên tại sao lại là Mập Mờ? Mập Mờ tức là mập nhưng mà nó mờ thôi, nó không có rõ. Tại vì ấy, Katie và Jessie là hai đứa gọi là chuyên gia ẩm thực. Jessie rất là thích nấu ăn, rất là thích tìm những cái chỗ đi ăn ngon, đi du lịch ở đâu cũng thế, Jessie là người tìm quán ăn. Katie là người ăn, rất thích ăn, có nghĩa là ăn ngon, ăn nhiều và ăn rất giỏi. Đấy, nên là hai chị em là một sự kết hợp rất là ăn ý khi đi du lịch. Không phải những du lịch nữa mà là ở nhà, là Jessie là một người thích nấu và Katie là một người thích ăn. Ngon, còn Katie thích ăn và ăn rất ngon. Katie là một người rất thích ăn và chỉ thích ăn thôi và không thích nấu. Thế nên là hai chị em mới có thể ở với nhau đến chơi với nhau đến giây phút này là tầm khoảng 11 năm rồi. Đấy là một sự rất là không giống nhau nhưng mà lại hợp nhau các bạn ạ. Không cần phải giống nhau để chơi với nhau đâu nhá. Rất là nhiều thứ khác nhau, nhưng cái đấy là cái này bù cho cái kia. Thế là hai chị em chơi thân với nhau 11 năm nay rồi. Ở chung nhà với nhau ở bên Mỹ là 8 năm. No, 9 năm á. 8-9 năm. Từ 2011 đến 2009. 2019 là hai chị em ở chung nhà với nhau. 8 năm. Cứ hai chị em ở chung nhà với nhau thôi, mà đến 2019 là quyết định không ở chung nhà với nhau nữa. Là bởi vì sao các bạn biết không? Vì ở với nhau quá quen, hai đứa không đi ra ngoài chơi. Hai đứa chỉ ở nhà ngồi ăn chơi với nhau thôi, đi đâu cũng đi chơi với nhau, ăn gì cũng ăn với nhau. Nên kiểu bị hai đứa hơi bị tự kỷ ấy. Nên đến một ngày hai đứa bảo là chứ thôi, mỗi đứa ở một căn riêng đi, để kiểu có cuộc sống riêng ấy, thì hai đứa kiểu bị ế. Nhưng mà hai căn lại cũng rất là hai gần căn nhau. Đúng rồi, hai căn ở bên Mỹ tuy là ở riêng nhưng mà hai căn lại cũng ở ngay cạnh nhau, hai tòa ngay cạnh nhau. Xong rồi nên rồi chỉ cần alozo 5 phút là đối phương có mặt ngay lập tức. Xong rồi ngày Katie đi scooter qua xin ăn ké chị Jessie tiếp. Và suốt ngày là Katie sang ăn ké các bạn ạ. Nhưng mà Jessie thích điều đấy nên là Jessie chấp nhận. Jessie thích được lợi dụng trong vấn đề ăn uống. Và tất cả những cái khác là không bao giờ được lợi dụng Jessie nhé. Chỉ vấn đề ăn uống thôi thì lợi dụng đi, không sao hết. Jessie thích kiểu là một dạng là Jessie là một dạng mommy, là thế. Ai chơi với Jessie lâu năm ai chơi lâu năm với Jessie cũng gọi Jessie là mommet. Tại bởi vì rất là kiểu như là người ngoài thì không người ngoài thì không thấy là Jessie, không kiểu như người ta chỉ nhìn bề ngoài thì không nghĩ là Jessie là một dạng mommy đâu, nhưng mà đây là một dạng chính nghĩa mommy, chăm sóc miếng ăn giấc ngủ, đấy là Jessie.
hôm nay hơi bị tưng tưng một tí, các bạn thông cảm quá. Nhá. Các em ba thầm vui ừ, quá. Có em hôm nay qua nó quay vlog cùng vui quá. Ôi vui quá. Ôi, uống nốt cà phê đây rồi à. Chút nữa hai chị em tớ sẽ đi chợ. Hôm nay là được tới lượt của toàn Jessie được đi chợ rồi. Để cho nó vắng ấy, nên là chút Jessie sẽ đi chợ và để nấu cho Katie ăn nguyên ngày hôm nay. Ngoài cái ban công ảnh ra thì đây là góc làm việc thứ hai của hai chị em tớ. Đây, mỗi đứa một máy tính làm việc hàng ngày thì thôi. Rồi bây giờ Katie có vẻ hơi đói. Em có vẻ rất đói chứ phải là hơi đói. Ừ, nhưng mà chúng mình phải đi chợ trước. Rồi mới ăn được. Nhá, chịu được đi không? Nhá. Ừ, ăn nhá, đi nhá. Đi. Ừ, đi. Đi thôi. Đi. Mặt vui lên, mặt vui lên nào. Đi, đi thôi, vui quá, vui quá, sắp được ăn rồi, vui quá. Tại đói quá cho nên là không có năng lượng để cười. Tới đồ ăn ok, vui rồi. Bạn này đói, bạn này hay quạo lắm, mặt bạn sẹ cả ra. Ừ, nhưng mà chỉ cần ăn xong thôi là nó sẽ nâng lên lại liền. Nó nâng xong nó lại sẹ theo kiểu khác. Sẹ theo kiểu no. Sẹ theo kiểu no, nên thôi bây giờ chúng tớ đi chợ rồi. Thì sẽ phải nấu gì cho Katie ăn cho nó đỡ quạo. Thì các bạn ạ, mình đi đây. Và đây là lối đi chợ của từ nhà Jessie. Nó rất là tối vì nó ở trong trung tâm thương mại ấy, nên là nó tối om các bạn ạ. Đấy. Oh my god. Như khung cảnh của một bộ phim zombie. Nó rất là tối, không có một ai hết. Đây, đưa bạn đi. Nó tối kinh khủng khiếp. Đây. Hành ở đâu ấy nhỉ? À kia. Đâu? Có phải không? Cái đây hẹ chứ à? Một cô gái rất thích đi chợ, có thể đứng ở một quầy thịt cả tiếng đồng hồ. Kiểu cứ nhìn thôi, xem miếng nào ngon, cứ nhìn lên nhìn xuống, xong rồi cái gì cũng thích, nhưng mà ăn thì lại không hết. Và nên đó là lý do tại sao em xuất hiện. Ừ, đó là lý do tại sao mà có Katie xuất hiện. Ăn bánh mì không? Jessie là một người rất là mê đồ bột, cơm, ở đồ tinh bột, cơm, mì, phở, bánh mì, gọi là mê lắm luôn. Nhưng mà vì diet thành ra là cố gắng không ăn, nhưng mà có một niềm đam mê bất tận. Mỗi lần đi chợ thì sờ sờ thôi. Ừ, mỗi lần đi chợ là lại phải sờ, xong rồi thả lên, xong thả xuống hết 30 phút rồi. Xong có hôm mang ra tận hàng tính tiền rồi, xong rồi thả lại. Là bởi vì nhiều lúc ấy mua cái cục này xong bảo là chỉ ăn được 2 lát một ngày thôi, cuối cùng ăn hết. Một ngày ăn hết luôn. Thôi cứ mua nhỉ. Mua nhá. Mua không? So this one. Để ăn healthy hơn thì thường người ta ăn bánh mì đen các bạn ạ, nhưng mà đã ăn rồi thì chắc gì không care nữa. Là ăn luôn bánh mì trắng. Không biết có nên lấy thêm cái này nữa không? Thôi lần sau đi. Ăn sẽ hết. Không có cái gì là không hết cả. Ok, đi thêm. Đi tiếp, let's go. Miếng này béo hơn nhỉ? Một tay thì mua ức gà và một tay thì mua rẻ sườn bò Mỹ và chọn những cái miếng mỡ nhất để ăn các bạn ạ. Thôi cuộc đời mình không có bao nhiêu nên mình phải hưởng thụ thôi. Ý nhờ. Sắp vào cái gian hàng yêu thích nữa rồi. Đó là gian hàng snack. Jessie thích ăn cái này này, thích ăn cái này này. Thích ăn cả cái này nữa. Nhưng mà không dám mua. Tại vì mua là y như rằng lại ăn. Thôi thôi không được mua, không được mua.
Và đây nữa, lại một hàng snack nữa. Nhưng mà may quá nó hết cái loại mà Jessie mê rồi, chứ không là Jessie sẽ mua. Thì mê ăn lắm các bạn ạ. Ây à, đi 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 đi. Đi xa cái khu vực này ra, đi xa ra. Katie ơi. Ôi, nặng quá. Cuối cùng cũng về nhà rồi. Ôi, mệt quá, mệt quá. Rồi, giờ sắp xếp đồ ra và chuẩn bị nấu. Em Katie em sắp ngất ra rồi vì đói quá. Bắt em đi chợ với mình đói đói quá. Nên giờ sẽ chuẩn bị đồ nấu rồi cho em ăn. Không sao, okay. Em sẽ được ăn được. Ok, ok. Nãy đi chợ về thì Katie bị đói quá, không chờ chắc gì nấu ăn được. Thế nên là chắc gì làm nhanh cho một phần bánh mì chảo. Thì bây giờ đã ăn no nê rồi và bây giờ đã vào phòng chắc gì ngủ luôn rồi. Đấy, dễ ăn dễ ngủ, dễ nuôi lắm các bạn ạ. Nên là bây giờ trong lúc Katie ngủ thì Jessie sẽ làm một số việc ở trên máy tính. Và chút nữa sẽ nấu ăn tối và hai chị em sẽ ăn. Ok. Bây giờ Jessie sẽ vào căn bếp thân yêu Jessie để nấu cơm cho tối nay nhé. À, gọi là nấu cơm thôi nhưng mà tối nay sẽ không ăn cơm. Sẽ ăn mấy món của Hàn Quốc. Hôm nay đổi vị một tí. Nên là bây giờ Jessie sẽ nấu nhé và sẽ không quay được. Tí nữa ăn món gì thì các bạn hãy đợi một chút. Hello, chị ơi, giờ làm tới đâu rồi? Chị mới bắt đầu làm thôi, chưa làm đến đâu cả. Hôm nay chị làm món Hàn Quốc mà bây giờ mới đang bắt đầu thôi. Nên là tí nữa gần xong rồi chị sẽ cho vào quay. Ok, bây giờ ngồi chờ. Thì em không giúp được gì thì mời ra chỗ khác. Ok. Đỡ phiền. Thế em Go. lui đây. Lui. Mình quay trộm, quay ván thôi. Chị đang làm cánh gà kìa. Mình zoom từ xa vô. Hello. Hello mommy. Hello mommy. Gà. Đói chưa? Cũng khá đói rồi. Chị cũng hơi đói rồi. Mà tí nữa là làm xong ăn sẽ là ngon. Nhìn thôi là thấy ngon à. Mày nhìn lúc nào mà mày bảo thấy ngon rồi. Ôi điêu toa. Sợ quá, nhìn thôi thấy ngon rồi trong khi không nhìn. Kìa, nhìn cái cánh gà kìa. Ờ phải nịnh thế mới được ăn chứ. Mày không nịnh mày cũng được ăn thôi. Rồi ạ. À. Thôi mà thôi thích nịnh. Giả tạo đâu? Không. Giả tạo các bạn ơi. Coi cái Ra đây. Em đây. Rồi đứng đấy. Đứng đây. Vừa phải thôi, xa vừa phải thôi. À, cái gì nhỉ? Chiều hôm nay ấy thì mình có nói về vấn đề là Katie cũng mở một kênh YouTube riêng đúng không? Dạ. Và kênh đấy sẽ là tên là Mập Mờ. Mập Mờ. Thì kênh đấy sẽ là chuyên về ăn uống. Sẽ là ở nhà ăn, mua đồ về nhà ăn, đi ra ngoài ăn. Tôi giới thiệu cho các bạn về những cái địa điểm ăn ngon mà bọn tớ hay đi ấy, bọn mình hay đi ấy. Chứ gì mà Katie hay đi thì chứ gì với Katie là rất thích ăn ngon. Và đi ăn và tìm những cái chỗ ngon ăn. Yeah. Thì kênh đấy là chuyên về chỉ ăn thôi. Sẽ là đi du lịch nơi này nơi đấy ăn. Hồi trước ấy chứ gì với Katie là đi du lịch với nhau thường xuyên và thường là chỉ có hai chị em đi du lịch với nhau thôi. Nhưng mà hồi xưa là hai đứa bị ngại, chưa bao giờ có khả năng là quay lại mình đi chơi xong rồi mình đi ăn uống ấy. Chứ ngày xưa mà chị em mình quay chắc là phải cả chứ là hồi xưa mà quay mấy trăm video, trăm gì phải hàng nghìn video đi ăn cùng nhau ấy. Cả gần ấy năm mà phải là hàng nghìn video kinh khủng các bạn ạ. Hai đứa ăn nhiều mà mê ăn, sao có thể có dành hai đứa cả tuổi thanh xuân dành cả tuổi thanh xuân để ăn ở bên Mỹ ấy. Quá trời đi ăn xong rồi đi du lịch các nước, xong rồi nước nào cũng được sang khám phá ẩm thực. Nhưng mà đi với chị Jessie rất là sướng, tại vì hả chị tìm được mấy chỗ ăn ngon mà đẹp. Tại vì Jessie là một người rất là kỹ trong vấn đề, mọi vấn đề ăn ở tới tính tình này kia, nói chung là kỹ về mọi mặt. Nên nếu mà đi ăn ấy thì phải là đi ăn chỗ ngon. Và nếu mà để ai
gọi là chịu trách nhiệm về vấn đề chọn quán ăn ấy, mà chắc chị cảm thấy là cái quán đấy nó không ngon nên chắc chị rất là cáu. Đây mình đây, mình đã từng đấy, và đây giới thiệu các bạn bé Katie ở với Chelsea 11 năm nhá, chơi với Chelsea 11 năm và chưa bao giờ nấu cho Chelsea ăn đến một lần, nên là đấy nên thôi thà mình làm nhưng mình cảm thấy là nó ngon. Và 11 năm sau đấy, thế là đấy bây giờ vẫn cái trọng trách mâm mì đấy kéo đến bây giờ. Nhưng mà cơm mà ăn xong em rửa chén mà, đúng không? Em rửa chén. Không phải lúc nào cũng rửa chén đâu. Thôi, có phải chồng đâu mà lúc nào cũng rửa chén. Không, mà hồi xưa ở chung, ở chung thì sẽ chia việc ra là hôm thì chị nấu thì chị nấu thì Katie auto rửa bát. Vâng. Đấy. Thường là thế. Cho nên cũng 11 năm kỹ năng rửa bát của mình rất là lên tay luôn. Đấy. Và chắc thì rất là vui khi cuối cùng cũng gạ gẫm được Katie mở kênh YouTube về ăn uống. Dạ. Yeah. Bởi vì chắc thì rất là mê ăn. Và chắc thì biết là Katie cũng rất là mê ăn. Mà tại sao mình những cái gì mà mình cảm thấy ngon, mình thích, mình đi travel, mình đi chỗ này chỗ kia, mình lại không đăng lên cho mọi người biết. Thế đấy là niềm vui, niềm vui mà. Đây là mà bản thân mình nhiều khi chị em mình rảnh cũng xem những cái YouTube channel người ta ăn uống đi travel. Em bị mê đấy, mê mùi gì đồ ăn đấy, bị bệnh. Thế nên là rất là happy khi Katie quyết định làm vlog vào hôm nay, đặc biệt là hôm nay khi em ý đã cuối cùng cầm cái camera lên và sang nhà Jessie. Hôm nay là vì làm món Hàn Quốc và có món mì Hàn Quốc nên Jessie phải nấu luôn ở trong cái nồi nhôm của Hàn Quốc các bạn ạ. Jessie bị bệnh rất là trình bày, kiểu như là thích trình bày ấy. Nó không phải là bệnh đâu. Nên phải nấu trên nồi nhôm mà phải là trên bếp lửa. Cơ mà bỏ vào nồi nhôm nhìn ngon hẳn ha. Như là mấy cái cửa hàng Hàn Quốc. Sau đó Jessie sẽ cho một ít thịt bằm vào cái này thì pha với Việt Nam. Chung là đấy. Yes. Cho thịt bằm vào. Và bây giờ sẽ thêm một quả trứng vào. Rồi, lại ngắt thêm một chút. Bây giờ sẽ cho hành vào là xong. Chút hành. Giống như xong. Đây là gà rán truyền thống, gà rán chiên xù. Thật sự là cái này mix của Hàn Quốc và Việt Nam chứ cũng chẳng phải là Hàn Quốc không, vì nó là chiên xù các bạn ạ. Và đây là phô mai tteokbokki, chắc gì mới mua thử, không biết là có ngon hay không nhưng mà sẽ ăn thử xem nó như thế nào. Còn đây là nồi mì chút nữa. Vậy là bữa tối đã xong rồi, bây giờ hai chị em sẽ ngồi ăn thôi. Đây nè. Đó, la. Yummy. Ăn chưa? Biết thiếu gì không? Thiếu gì? Soju. Hôm nay ăn đồ Hàn Quốc thiếu soju. Lấy nha. Lấy soju đi. Đúng vậy. Vị gì cũng được. Hôm nay chủ nhật, chắc gì rất là happy. Thành ra là uống một chút soju, lâu lắm rồi không uống soju ấy. Jessie và Katie cũng kiểu rất thi thoảng là kiểu hai đứa bợ. Hồi trước thì kiểu uống nhiều hơn bây giờ thì uống ít hơn khá là nhiều so với hồi xưa. Chắc là già rồi nên uống không được khỏe như hồi xưa nữa các bạn ạ. No, just get the yeah. Yo. Cho ăn mừng lần đầu tiên Katie quay YouTube. Uống nhá. Jessie và Katie đã ăn xong. Bây giờ no quá. Giờ hai đứa đang ngồi phè ra. Tìm phim, xem. Đây là công việc tìm phim, là công việc lâu la nhất trong ngày. Nãy uống soju nên mặt nó hơi đỏ đỏ một tí. Khiếp, một tuần á, ngồi tìm phim với nhau. Lần nào cũng phải mất nửa tiếng, cả tiếng mới tìm ra được phim mình thích. Lâu ơi là lâu vì bị kén phim ấy. Chị em kén phim. Hai đứa đều khó tính trong việc phim, xem phim. Khó tính trong nên là thứ khác. Nói chung là chắc là một người rất khó tính. Yes. Khó tính trong tất cả mọi việc, không dễ tính một tí gì.
Thôi. Jessie đã tìm ra phim để bây giờ hai chị em xem rồi. Đây là Quiet Place phần 2. Đấy, bây giờ Jessie và Katie sẽ xem bộ phim này. Và coi như là buổi tối hôm nay thành công tốt đẹp. Quay vlog cho hai đứa thành công tốt đẹp. Thế nên là các bạn có comment gì thì comment ở bên dưới. Nhớ like, share nhé. Thế nhé các bạn, bye bye, see you next time, see you soon, bye bye.